It's incredible what happens when you have a dream. Những thứ kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn có một giấc mơ. And mountaintop to mountaintop. Và chúng ta hãy nhớ cái hành trình chúng ta đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi tiếp theo. The process I am teaching you today. Cái quy trình mà tôi sẽ dạy cho các bạn ngày hôm nay. Has made me over $20 million in commission on YoYo. Đã giúp cho tôi kiếm được hơn 20 triệu đô la Mỹ hoa hồng từ việc phân phối YoYo toàn cầu. My next dream, travel around the world with Karate YoYo system. Và giấc mơ tiếp theo của tôi là tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới với hệ thống Karate YoYo. 30 million YoYos in 3 years. Và trong 3 năm tiếp theo đó, tôi bán được 30 triệu con YoYo nữa. I retire. Tôi nghỉ hưu. 5 years after retirement. 5 năm sau khi tôi nghỉ hưu. I was not enjoying retirement. Tôi lại không tận hưởng và không hạnh phúc với việc nghỉ hưu chút nào. One of my friends introduced me to this company. Và một trong những người bạn của tôi giới thiệu tôi đến với đội nhóm này. We launch booms in different countries. Và cùng với nhau chúng tôi đã tạo ra những cơn sóng khác ở nhiều thị trường và nhiều quốc gia khác nhau. Los Angeles. Ở Los Angeles ở Mỹ. Colombia. Colombia. I have 90% of Colombia. Và hiện giờ tôi là người chiếm 90% thị trường Colombia. Vietnam. Vietnam. I have the majority here. Tôi cũng đang chiếm phần lớn thị trường tại Việt Nam ở đây. Last 2 years ago, Chile. Và 2 năm trước tôi là người mở thị trường Chile. 90% of Chile. Và bây giờ 90% thị trường Chile cũng ở trong hệ thống của tôi. You are part of my dream. Tất cả các bạn ở đây là một phần trong giấc mơ của tôi. Why am I doing this company? Tại sao tôi lại làm công việc kinh doanh này? Well, these are some of my $5 million circle. Dean Nguyen, $5 million. Steve Wong, $5 million circle. Đây là một vài trong số những người trong hệ thống kinh doanh của tôi mà hiện nay họ là thành viên của câu lạc bộ 5 triệu đô la Mỹ. Multi-millionaires. Đều là những người đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ. Traveling in the private jet with Nathan Ricks. Và chúng tôi có những cái phi cơ riêng và chúng tôi đi gặp gỡ những người thành công trên thế giới này. You work for success. Đầu tiên là chúng ta lao động và làm việc vì thành công. And then you work for significance. Rồi sau đó chúng ta sẽ lao động và làm việc để chúng ta để lại được dấu ấn trong cuộc đời này. You do something great for the world. Chúng ta có thể làm một điều gì đó tốt đẹp và vĩ đại cho thế giới. Why am I touring Vietnam again? Tại sao tôi lại đến thăm Việt Nam thêm nhiều lần nữa? I need your help. Vì tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. My dream. Giấc mơ của tôi. Now. Ngay bây giờ. To end starvation in the world. Là chấm dứt hoàn toàn nạn đói trên thế giới này. And I am working to help you for your success. Và tôi đang làm việc để giúp bạn chạm đến cái thành công của riêng bạn. First, your success. Đầu tiên là thành công của từng mỗi người ở đây trước đã. Then you help me with significance. Thì sau đó mỗi người các bạn sẽ giúp tôi trong việc để lại dấu ấn trong cuộc sống này. And together. Và cùng với nhau. We can solve one of the biggest problems in the world. Chúng ta có thể chung tay giải quyết một trong những vấn nạn lớn nhất trên thế giới này. So this is one of our areas we ended starvation in this country. Và đây là một trong những cái khu vực mà chúng tôi đã giúp chấm dứt hoàn toàn nạn đói ở đây. Hundreds of thousands of kids were dying in Malawi, Africa because of the AIDS epidemic and orphans dying of starvation. Đây là đất nước ở châu Phi, Malawi, và mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ em chết đi vì hai vấn nạn lớn nhất. Thứ nhất đó là bệnh AIDS và thứ hai đó là vì chúng là trẻ em mồ côi, không có người nuôi dưỡng. One leader, Napoleon Zombe, one leader started a dream. Có một nhà lãnh đạo của Malawi bắt đầu một cái giấc mơ mới. And we supported that dream. Và chúng tôi hỗ trợ giúp ông ấy đạt được cái giấc mơ đó. And using these bags of Vitamil. Và chúng tôi có những cái sản phẩm gọi là Vitamils, là những bữa ăn khoa học mà các khoa học gia ở Mỹ người ta phát minh ra cho trẻ em ở châu Phi. Initially we ended starvation. Chúng tôi đã quyên góp cũng như là trao tặng rất nhiều những gói này để chấm dứt nạn đói ở tại Malawi. But then we started teaching them to farm.
Và sau khi chúng tôi chấm dứt được nạn đói bằng sản phẩm này, chúng tôi bắt đầu dạy họ cách làm nông. And we have solved that problem. Và cuối cùng, chúng tôi đã giải quyết được vấn nạn chết đói ở tại đất nước Malawi. By education. Bằng giáo dục. One country. Một đất nước các bạn. Now let's go around the world. Và bây giờ chúng ta hãy đem giải pháp này đi toàn thế giới. Let's do this all over Southeast Asia. Hãy đem giải pháp này cho toàn bộ vùng Đông Nam Á của chúng ta. I am here to give you my 100%. Tôi ở đây để cho các bạn 100% của tôi. Are you willing to give me 100%? Các bạn có sẵn sàng cho tôi 100% của các bạn hay không? So if you're writing notes, these are the most important points. Vậy thì nếu các bạn từ nãy đến giờ có ghi chép lại những gì tôi chia sẻ, thì đây là những phần quan trọng nhất mà tôi tóm tắt lại. See your success before you succeed. Nhìn thấy thành công của mình trước khi các bạn chạm đến nó. See the perfect end result. Hãy học cách mường tượng và hình dung và nhìn thấy được cái kết hoàn hảo của chính mình. The perfect end result. Cái kết hoàn hảo nhất của chính mình. Success is not an accident. Thành công không phải là chuyện ngẫu nhiên. It's a deliberate creation that first happens in our mind. Nó là một sự kiến tạo có chủ đích và nó diễn ra đầu tiên và trước nhất là trong tâm trí của chúng ta. What isn't is more important than what is. Điều gì chưa tồn tại quan trọng hơn những điều đang tồn tại. You must be able to see what isn't with your mind. Các bạn phải có khả năng nhìn thấy những gì chưa tồn tại bằng tâm trí của mình. What happens is we are caught because of our environment. Phần lớn chúng ta bị mắc kẹt trong cái môi trường sống của chính mình. So we see what is every day. Và ngày nào chúng ta cũng chỉ nhìn thấy những gì đang diễn ra, đang tồn tại. And we get more of what is. Và chúng ta càng nhìn thấy những gì đang tồn tại thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều thêm những gì đang tồn tại. What you must do? Điều các bạn phải làm is start seeing what isn't. Là bắt đầu nhìn thấy những gì chưa tồn tại. Your dream. Giấc mơ của các bạn. You see it more clearly than what is. Các bạn phải nhìn thấy giấc mơ của mình rõ hơn là các bạn nhìn thấy những gì đang xung quanh mình. So you have to blind yourself a little of what is. Cho nên chúng ta đôi khi phải tự che mắt, để tự làm mình mù đi mà không nhìn thấy những gì đang tồn tại xung quanh mình. And dream big dreams. Và mơ những giấc mơ lớn. And then, và khi đó, when that picture of what isn't is more clear than what is, khi cái hình ảnh của những gì chưa tồn tại nó còn rõ ràng hơn những gì đang tồn tại xung quanh bạn, you get what isn't. Thì bạn sẽ đạt được những gì chưa tồn tại. And what is disappears. Và những gì đang tồn tại xung quanh bạn sẽ biến mất. Today we're going to give you the first step. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa cho các bạn bước đầu tiên. The first discipline. Nguyên tắc đầu tiên. This afternoon. Chiều nay. We're going to teach you. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn. How to start to discipline your mind. Làm sao để bắt đầu tạo sự kỷ luật cho tâm trí của mình. And how to see your success. Và làm sao để nhìn thấy thành công của mình. Every day. Mỗi ngày. It is the most important lesson my mentor taught me. Đó là bài học quan trọng nhất mà thầy của tôi đã dạy cho tôi. So I will cover the next screens this afternoon. Slide này chiều nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. I want to thank you for your time. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây. I want to thank our great teacher Lynn over here. Và tôi cũng muốn cảm ơn một người thầy tuyệt vời của đội nhóm chúng ta, anh Linh đang ở đây. Assembly and all of the room and beautiful technicians. Và xin cảm ơn tất cả những anh chị em đã hỗ trợ tổ chức cũng như là các bạn kỹ thuật ở đây. But mostly I want to thank you. Nhưng mà quan trọng hơn cả, tôi muốn cảm ơn các bạn. For your energy. Vì năng lượng của các bạn. Are you guys ready this afternoon? Các bạn đã sẵn sàng cho buổi học chiều nay chưa ạ? Aloha. Aloha.